Nếu khảo sát mọi người với câu hỏi, loài động vật nào nguy hiểm nhất? Có lẽ chúng ta sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau như hổ, sư tử, cá mập hay thậm chí khủng long. Thế nhưng câu trả lời chính xác nhất có thể khiến bạn bất ngờ, đó chính là con người. Bởi theo các nhà khoa học, con người là giống loài duy nhất trong lịch sử sự sống có thể quét sạch sự tồn tại của không chỉ một mà có thể rất nhiều giống loài khác. Tuy nhiên có nhiều động vật vì chưa từng tiếp xúc với con người nên không hề ý thức được sự nguy hiểm của loài linh trưởng thông minh đi bằng hai chân này. Chim dodo, loài chim đã tuyệt chủng từng sống trên đảo Mauritius không hề nhìn thấy con người trong một thời gian dài, thế nên đến khi người phương Tây lên được hòn đảo này và gặp chim dodo, chúng không hề chạy trốn. Chính vì thế người ta có thể dễ dàng bắt chim dodo làm thực phẩm. Rùa can khổng lồ đảo Reunion ở Ấn Độ Dương cũng là một trường hợp tương tự. Chúng rất dạn người nhưng có lẽ vì con người không hiểu tiếng rùa và sự thân thiện của chúng, một số lượng lớn loài rùa này đã bị bắt để lấy thịt làm thức ăn, mỡ làm giàu đến mức tuyệt chủng. Còn loài động vật nào bạn biết vì không sợ người mà tuyệt chủng hay không? Cái gì dị hơn tay của T-Rex? T-Rex vẫn thường bị chúng ta châm chọc với đôi tay bé xíu so với cơ thể của nó. Thậm chí một số nhà khoa học cho rằng chúng chỉ là một cơ quan vết tích, nghĩa là những bộ phận tuy rằng vẫn còn tồn tại nhưng đã bị tiêu giảm đến mức gần như không còn chức năng gì. Hiện các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi xem nó thật sự có công dụng gì trong đời sống của con khủng long này, nhưng trong tự nhiên đó vẫn chưa phải là thứ dị nhất trong thế giới động vật cả cổ đại lẫn hiện đại. Hãy xem Basilosaurus, một họ hàng cổ xưa của cá voi ngày nay, một trong những động vật lớn nhất từng hiện diện sau khi khủng long tuyệt chủng. Chúng là động vật có vú, tiến hóa từ một tổ tiên trên cạn. Những con cá voi có răng này sở hữu chiều dài lên đến 20m với một cấu trúc cơ thể dày loang ngoằng như con lươn, thay vì đô con như cá voi hay cá nhà táng hiện đại. Dù cơ thể đã thích nghi hoàn toàn với đời sống dưới nước, Basilosaurus vẫn được tạo hóa giữ lại đôi chi sau dài 35cm. Vâng, một cặp chi sau dài 35cm trên một cơ thể dài 20m, nếu so với đôi tay 90cm trên cơ thể dài 12-13m của T-Rex thì trông còn kỳ cục gấp nhiều lần. Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại như một bằng chứng về tổ tiên trên cạn đi bằng 4 chân của các loài cá voi. Con khủng long này có thể biến bạn thành đậu hũ. Khủng long đáng sợ không chỉ có khủng long ăn thịt như T-Rex, Giganotosaurus hay Spinosaurus, mà khủng long ăn thực vật cũng có thể rất đáng sợ bởi một lẽ đơn giản. Trong một hệ sinh thái, khi đã sống chung với những kẻ đáng sợ thì bạn cũng phải có vũ khí bí mật để chống lại chúng. Có loài dùng kích thước khổng lồ, có loài dùng khả năng chạy nhanh, nhưng cũng có loài có thể đối đầu trực tiếp với kẻ ăn thịt. Các loài giáp long đuôi chùy là một ví dụ. Vào năm 2017 thì các nhà cổ sinh vật học Mỹ đã mô tả một chi giáp long đuôi chùy mà họ đặt tên là Zune Crurivastator. Dịch ra có nghĩa là Zune, kẻ hủy diệt ống đồng. Mẫu định danh của con khủng long này là một bộ xương khá nguyên vẹn, đặc biệt nhất là phần đuôi chùy gần như hoàn chỉnh. Cái chùy này dài hơn nửa mét, rộng hơn 36cm và dày khoảng 8cm, là một trong những cái chùy đuôi lớn nhất từng thấy. Với cái chùy này nó có thể đập vỡ giáp của những con đồng loại hay làm gãy xương ống đồng của con khủng long ăn thịt với góc chuyển động lên đến 100 độ và lực có thể lên đến 4.800 Newton một giây. Chính vì thế nó mới có cái tên là kẻ hủy diệt ống đồng. Con người chúng ta sẽ chẳng khác nào miếng đậu hũ khi bị nó đập trúng. Nếu bạn thấy chỉ Spinosaurus vẫn chưa đủ để bạn làm ngạc nhiên trước sự sáng tạo của cộng đồng mạng, thì hãy thử cân nhắc một phiên bản thậm chí còn độc, lạ và bựa hơn của Spinosaurus cũng do cộng đồng mạng tạo nên. Đó chính là Spinosaurus phiên bản tàu bay. Một lần nữa cũng vì quá chán ngán trước các phiên bản Spinosaurus thay đổi xoành xoạch của các nhà cổ sinh vật học chính thống, một họa sĩ có tài khoản là Mingao ở trên Twitter cũ, ngày nay là X, đã tự tạo ra phiên bản Spinosaurus của riêng mình với thiết kế hết sức độc đáo. Đầu tiên ở khu vực cánh buồm thường thấy thì Mingao cho rằng Spinosaurus đã tiến hóa để sở hữu hai cái túi khí chứa đầy khí hydro để bay lơ lửng trên bầu trời. Các túi khí này cũng hiện diện ở đuôi, và cái đuôi còn giữ vai trò như một bánh lái để điều khiển hướng bay của con khủng long. Cách bay của nó cũng không phải là đập cánh như chim mà là dùng khí tự nhiên xì ra từ hậu môn để tạo lực đẩy tiến về phía trước. Chưa hết, khi bay lơ lửng trên bầu trời thì con Spinosaurus này có thể phóng cái lưỡi dạng lao móc của nó để bắt cá một cách thoải mái. Nghe có vẻ khá là bựa và mất vệ sinh, nhưng điều thú vị là phiên bản này được hưởng ứng khá mạnh mẽ và một số họa sĩ vẽ lại còn đẹp hơn cả bản vẽ gốc. Ốc cổ đại thách thức người nhìn. Nếu bạn là một người yêu thích các loại ốc, đại dương thời tiền sử sẽ cung cấp cho bạn những lựa chọn vô cùng phong phú và đa dạng. To có, nhỏ có, thẳng có, cong có. Tuy nhiên sẽ có một số giống loài khiến bạn e ngại vì trông chúng hơi lạ lùng và dễ liên tưởng. Một ứng viên tiêu biểu là Nostoceras. Dù có thể trông giống ốc nhưng thực chất, chúng là một chi cúc đá thuộc lớp động vật chân đầu, có quan hệ với mực và bạch tuộc hiện đại hơn là các loài nhuyễn thể khác. Và như bạn có thể thấy, trông chúng khá là giống
thứ gì thì chắc các bạn cũng biết rồi. Thật ra thì khi mới chào đời, những con Nostoceras non trông khá dễ thương. Vỏ xoắn ốc với hình dạng kỳ lạ chỉ hình thành khi chúng bước vào độ tuổi thiếu niên. Đến khi trưởng thành, vỏ của chúng dường như tách thành hai phần rõ rệt là phần xoắn ốc nằm phía trên và phần chữ U với lỗ mở nằm sát ngay bên dưới của phần xoắn ốc. Dù không biết con cúc đá này thì có ngon hay không, nhưng ngoại hình của chúng sẽ là một rào cản với những người yêu thích hải sản. Nostoceras sống một cuối kỷ phấn trắng, có phạm vi phân bố khá rộng từ Bắc Mỹ đến châu Âu, từ châu Phi đến châu Á và sang tận châu Úc. Nếu bạn gặp một con ở thời đại này thì bạn có dám ăn nó hay không?